Alo, hỏi quý vị được thì chúng tôi nói luôn. Kính thưa quý vị, mới đây trong vòng 5 phút thì cái đường wifi ở chùa của chúng tôi bị cắt, cho nên bây giờ chúng tôi phải sử dụng 3G ở trong cái xe phone. Xài laptop thôi thì xài 3G chúng tôi xài không được rồi. Nếu mà bây giờ quý vị nghe được thì xài cái cell phone thì chúng ta bất tiện cái là khó có thể sinh hoạt ở trong lớp học. Khi rồi chúng ta học đến cái gì? Tới cái đề mục niệm hơi thở. Sao kỳ cơ? Sao cô Nhật Quỳnh hả? Cho biết là từng này học niệm hơi thở, bảy cách niệm hơi thở, bảy cách niệm thể trược là sao? Niệm hơi thở là hơi thở, niệm thể trược là thể trược. Kính thưa quý vị, chúng tôi cách vắn tắt cả. Ở trong những cái đề tài tu tập, những cái đề mục tu tập thiền thì có cái đề mục được gọi là Anapanasati. Tức là niệm về hơi thở. Trong bộ Yamaka, cái bộ sông đối đó, khi mà đề cập đến tâm hành, tức là thân hành, khẩu hành, ý hành, thì tâm hành ở đó, thân hành ở đó tức là hơi thở. Bởi vì hơi thở là một cái loại sắc tâm hoạt động thường xuyên nhất trong thân này.
những cái sắc tâm mà do tâm tạo, như là đi đứng nằm ngồi, tức là đại quy nghi, tiểu quy nghi, nói cười khóc, thì tất cả những cái đó nó đều là do cái tâm động lực mà ra. Còn những cái tâm bình thường khác thì không có, không có tạo ra cái cách đó. Như khi chúng ta ngủ á, thì cái tâm phá qua gá, tâm hộ kiếp á, tâm hữu phần mà làm việc ngủ á, thì tâm hữu phần đó nó không có tạo ra cái sự đi, sự đứng được. Nó chỉ có kiềm giữ quay nghi nằm được thôi. Thân hành, Phật tử lưu ý, Phật tử Google có đều lưu ý, niệm hơi thở là niệm thân hành, chứ thân hành chứ không phải là tâm hành. Thân hành, chúng ta sửa lại chỗ đó. Chỗ nào quý vị nghe không kỹ, quý vị hỏi lại chứ. Nên ta thì ở đây thưa quý vị, mục tiêu của thiền định là làm sao có cảnh cho tâm tập trung. Trước hết là dùng cái đặc tính niệm sati để tâm chú ý trên cái đề mục, sau đó mới là ekaggata, tức là nhất hành hay là định. Thì ở trong các cái đề mục mà phổ thông nhất, trong các đề mục phổ thông nhất cho cái vị hành giả tu tập mà từ xưa đến bây giờ, tức là chú ý hơi thở, hơi thở. Đức Phật này trên bài rõ ràng nhất là ở trong kinh Đại Niệm Xứ, trong Thanh Tịnh Đạo cũng lấy theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ để mà nói. Đức Thế Tôn đã tán thán cho pháp môn niệm hơi thở như sau: có một pháp này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ có quả báo lớn, lợi ích lớn. Một pháp ấy là gì? Là niệm hơi thở. Trong Tương Ưng Bộ Kinh quyển 5 trang 315 có nói gì? Niệm hơi thở được gọi là nhập xuất tức niệm. Nhập xuất là nhập xuất tức, tức là hơi thở ra, hơi thở vào. Này các tỳ kheo, nhập định mà nhập xuất tức
này được tu tập một lần cho sung mãn là lạc trú an tịnh tinh lương thuần khiết, dập tắt dẹp yên các ác bất thiện pháp ngay khi chúng sinh khởi. Lại một câu Phật ngôn thứ hai cũng thuyết ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, ở trong Tương Ưng Bộ Kinh quyển năm nhưng mà trang 321 này, thì chúng ta thấy ở đây đó trước hết là Đức Phật ngài dạy là có một pháp được tu tập sẽ có quả lớn lợi ích lớn, tức là niệm hơi thở. Rồi một đoạn khác là trong tăng trong Tương Ưng Bộ Kinh năm đó, thì Đức Phật ngài dạy khi mà đắc được cái định do niệm hơi thở thì sẽ trú trong cái sự an lạc, an tịnh, tinh lương, thuần khiết, sẽ dập tắt được các ác bất thiện pháp ngay trong khi chúng sinh khởi. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta khởi sanh lên tham sân si, vừa khi nhận biết được đây là tham, đây là sân, đây là si, tham này có hại, sân này có hại, si này có hại, ngay khi đó nếu như mà vị hành giả chú tâm theo hơi thở ra hơi thở vào một lát thì cái phiền não đó nó sẽ được lắng yên. Và cũng ở trong Tương Ưng Bộ Kinh năm trang 321 này, bài kinh ấy Đức Phật ngài dạy 16 cái niệm hơi thở. Ở trong Thanh Tịnh Đạo sau khi trình bày về 16 cách niệm hơi thở mà đã dạy, thì ngài Phật Thân Khu Sáng ngài phân ra từng nhóm để cho hành giả dễ nhớ dễ tu tập. Chúng tôi sẽ trình bày sau. Vì sáu cái niệm hơi thở đó là Đức Phật ngài dạy ở đây này, các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng hay đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già giữ thân ngay thẳng, đặt niệm trước mặt vị ấy, thở vô niệm, thở ra niệm. Một là khi thở vô dài nhận biết ta thở vô dài, cái này là theo cái bản kinh mà Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch bởi Asasa Mi Tí ngôi thứ nhất là dịch là tôi thở, ta thở vô dài, ghi là ghi như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý cho các Phật tử là vì khi mà chúng ta thực hành thiền định mà chúng ta nên bỏ bớt đi những cái nào mà chúng ta có thể dễ dàng bị ngã chấp. Do đó cho nên chỉ có hơi thở vô, hơi thở ra, chỉ có thở vô, thở ra, chứ không có người thở vô, không có người thở ra. Có cảm thọ mà không có người cảm thọ. Chúng ta nhớ vậy. Cái tính cách của Pháp như thế đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy
Ngài dùng cái từ gọi là đi khăn asasami. Ngài dạy nguyên câu như thế này: đi khăn khăn asasami pachanati là khi thở vô dài, nhận biết rằng thở vô dài thì chỉ ghi nhận như vậy thôi, tự mình ghi nhận như vậy đó. Quý vị nghe nói cái câu đó, quý vị hãy thử tập khi mà thở vô dài, nhận biết là thở vô dài, thở ra dài, nhận biết thở ra dài. Đó là cái cách thứ nhất. Thứ hai, khi thở vô ngắn nhận biết thở vô ngắn, khi thở ra ngắn nhận biết thở ra ngắn. Mình tự nhận biết như vậy nè. Rồi hơi thở vô ra cái thứ ba đó, tập chúng ta nhớ cái cặp thở vô thở ra dài thì mình nhận biết thôi, bất chà nà tí. Cặp thứ hai đó, khi thở vô thở ra ngắn nhận biết thở vô thở ra ngắn, bất chà nà tí. Nhưng mà đến cái cặp thứ ba đó thì sikhati là tập, mình tập sẽ thở vô cảm giác toàn thân, sẽ thở ra cảm giác toàn thân. Cái đó là cách thứ ba. Cách thứ tư, tập sẽ thở vô an tịnh thân hành, thở ra an tịnh thân hành. Năm, tập ta sẽ thở vô cảm giác hỷ, sẽ thở ra cảm giác hỷ. Sáu, tập sẽ thở vô cảm giác lạc, thở ra cảm giác lạc. Bảy, tập sẽ thở vô cảm giác tâm hành, thở ra cảm giác tâm hành. Tám, sẽ thở vô an tịnh tâm hành, sẽ thở ra an tịnh tâm tâm hành. Mấy cái sau này đó, thưa quý vị, ngày Bố Thất Cô Sáng, ngày cho biết rằng là chỉ có bốn cặp đầu á là xài cho thiền chỉ được, nhưng mà từ cặp thứ năm thứ sáu trở đi đó, cái này là hơi thở của thiền quán tới niệm xứ, nó liên hệ đến thân thọ tâm pháp. Bởi cảm giác về thân, về tâm đó, tâm hân hoan vân vân, thì cái đó thuộc về cảm thọ. Tập thở vô thở ra cảm giác lạc, cảm giác
hỷ, thì cái này nó thuộc về thọ. Những cái này thì mai mốt chúng ta, khi nào mà chúng ta bắt đầu tu tập thì chúng ta đến gần vị thiền sư kinh nghiệm, vị thiền sư đó sẽ hướng để chúng ta thuộc lòng cái cách thức này. Ở đây chúng tôi không muốn làm cái chuyện mà vô bổ, khi mà quý vị nghe chỉ nghe thoáng qua mà không có thuộc lòng, không có nhớ được, rồi cũng không có thực hành, thì như vậy nói nhiều mất thời gian chúng ta lắm. Cho nên ở đây đó, chúng ta chỉ có chú ý là niệm hơi thở trong thiền định, thì quán cái niệm xứ là Đức Phật dạy 16 cách. Nhưng mà đề mục niệm hơi thở là đề tài vừa chỉ vừa quán, vừa chỉ tức là Samatha, vừa quán là Vipassana. Ở đây trong 16 cách niệm hơi thở này nè, 16 đề mục niệm hơi thở chia thành 4 bộ tứ cho túc cát. 4 bộ tứ là bộ thứ nhất và tham mát cho túc cát, là niệm từ số 1 cho đến số 4 thuộc phẩm trụ chỉ và bộ tứ thứ hai cũng gồm 4 mục niệm từ số 5 đến 8 cũng thuộc phạm trù chỉ và quán. Cái bộ thứ ba cũng gồm 4 đề 4 cái mục niệm từ số 9 đến số 12 cũng thuộc phạm trù chỉ và quán. Còn cái bộ tứ thứ tư đó, Chánh tốt thách cho tất cả, gồm 4 mục từ 13 cho đến 16 là phạm trù thuần quán, cái này chỉ thuần quán thôi. Cho nên 4 cái chót á, 12 cái cách niệm thở đầu đó, thì vừa chỉ vừa quán. Trong thanh tịnh đạo có giải thích này, quý thấy chúng tôi commit lại không? Ồ. Dần dần rồi chúng tôi mới biết cách xài cái xài cellphone commit. Nhờ nó trục trặc như thế này nè, chúng tôi sẽ luyện tập dài dài. Mặc dù bất cứ đề mục thiền nào
cũng thành công nếu mà giả cái chánh niệm và tỉnh giác. Và các cái niệm một khác thì tác ý thì càng lúc càng hiện rõ. Riêng về pháp niệm hơi thở này thì khó, thật khó tu tập. Bởi vì đó là một địa hạt mà chỉ có chư Phật, chư vị toàn giác, chư độc giác và một số thinh văn giác mới quen thuộc được. Đây không phải là một chuyện bình thường và những người tầm thường có thể tu tập được. Bởi vì càng chú ý hơi thở thì hơi thở càng trở nên an tịnh và vi tế hơn. Cho nên cái phương pháp niệm hơi thở này, khi mà chúng ta muốn học, chúng ta muốn thực hành thì chúng ta phải học có thầy dạy đàng hoàng. Và vị thầy đó là vị thiền sư mà đã trải nghiệm cuộc đời của vị đó, đã trải nghiệm cái pháp tu tập này và nắm vững được nguyên tắc mới dạy cho chúng ta được. Dù vậy, cái phương pháp tu tập về đề mục niệm hơi thở vẫn được bàn đến trong thanh tịnh đạo. Nhưng ở đây trong thanh tịnh đạo chỉ nói đến, chỉ nói cho bốn cái đề mục hơi thở của phần đầu, như là những đề mục thiền hơi thở dành cho những người sơ cơ. Còn ba nhóm 12 đề mục hơi thở sau thì để cho một người đã đắc thiền trong bốn niệm đầu. Chúng ta chú ý. Và khi mà chúng chỉ nói như vậy, các Phật tử chúng nghe thoáng qua, nghe đến đâu chỉ nhớ được một phần rồi sau đó không có cái gì, tức là chúng ta không có tài liệu sẵn trong tay để chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu. Hy vọng là mai mốt chúng tôi in cái quyển thanh tịnh đạo giảng lược thì quý vị sẽ có để mà đọc. Và ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thích Khô Xá cũng cho biết rằng theo sứ giải thì không có phương pháp nào riêng biệt cho sự tu tập hơi thở ở trường hợp ba bộ tứ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là ở trong chú giải không có giải thích cái cách mà niệm an tịnh, tâm hành hay là cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra thở vô, cảm giác thì lạc thọ sẽ thở vô, thở ra thở vô, hay là tập quán vô thường rồi thở ra thở vô vân vân, hay là quán đoạn diệt thở ra thở vô, thì những cái cách đó đó chỉ có những cái vị mà họ hành đạo thuần thục thì muốn vậy hãy tìm đến vị thầy giỏi mà học cho thông thạo đề mục hơi thở phần đầu là bốn đề mục. Bốn đề mục điểm hơi thở phần đầu đó là biết hơi thở vô ra dài, biết hơi thở vô ra ngắn, tập thở vô ra cảm giác toàn thân, tập thở vô ra cảm giác thở vô thở ra an tịnh thân hành, như vậy thôi. Cái chữ thân hành ở đây tức là chỉ cho hơi thở, là mình tập làm sao cái hơi thở của mình nó có
Bây giờ như thế này nè, chúng ta niệm hơi thở, chúng ta chỉ nắm bắt bốn điều thôi. Trước tiên biết hơi thở vô, thở thở ra dài, biết 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 cái dài, biết hơi thở vô ra ngắn. Thoạt đầu sơ cơ thì quý vị tập, quý vị nên ghi nhận như vậy, chánh niệm như vậy. Rồi khi mà để ý biết hơi thở ra mà thở vô dài ngắn rồi đó, bây giờ chúng ta chuyển qua là tập thực tập. Chúng ta tập làm sao thở vô thở ra cảm giác toàn thân, có nghĩa là chúng ta có cảm giác cái hơi thở vô hơi thở ra là nó lan tỏa khắp châu thân, nghĩa là không có một ngõ ngách, một tế bào nào mà không có thấm nhuần cái khí oxy. Cho nên mình phải tập cảm giác toàn thân như vậy. Cái này phải nói là người có căn duyên mới thực hành được thôi. Rồi cái cách thứ tư là chúng ta tập thở vô thở ra an tịnh thân hành, tức là hơi thân hành ở đây là hơi thở. Hơi thở chúng ta bình thường có đôi khi nó ồ ề, nặng nề, nó mệt nhọc. Kẻ phàm phu chúng ta mà không có tu tập cái hơi thở của mình, thở như là cái ống bể của lò rèn vậy đó, thở xì sụp xì sụp xì sụp gì. Còn khi một vị mà tu tập là họ tập làm sao hơi thở cho êm, cho nhẹ nhàng, thì cái đó gọi là an tịnh thân hành. Thì ở đây ngài Bố Thất Khô Sáng ngài có hướng dẫn một chút về cái vấn đề niệm hơi thở. Hành giả sau khi học đề mục thiền nơi một vị thầy, hãy đi đến trú một trú xứ thích hợp, khu rừng hay là một gốc cây hay ngôi nhà trống, phải đoạn trừ quái niệm Pali Bồ Tát là những cái vướng bận nhỏ như là móng tay dài, móng chân dài, hay tóc dài, hay là y phục bị dơ bẩn, mình phải bỏ, mình phải làm sao giải quyết đi cái đó đi. Cắt móng tay, móng chân, cắt tỉa, râu tóc nếu là người cư sĩ cho nó gọn, còn nếu bậc xuất gia thì phải cạo thường xuyên, phải cạo tóc cho nó nhẵn này. Rồi ngồi xuống trong cái tư thế thoải mái, hành giả cũng nên làm cho tâm phấn chấn bằng cách niệm tưởng ân đức đặc biệt của bàn ngồi báo, bắt đầu tác ý đến đề mục niệm hơi thở. Về cách thức tác ý đề mục, một là đếm Ganana, hai là theo dõi Anupanthana, ba là xúc chạm Phusana, bốn là gắn vào Thopana, năm là quan sát Sanlakhana, sáu là chuyển hướng Vipassana. Bảy là thanh tịnh Parisuddhi, và tám là nhìn lại Patipassana. Thì ở đây cái cách mà cách thức mà tác ý đề mục đó, tác ý đề mục hơi thở là tác ý như vậy. Bây giờ trước tiên đó, là chúng ta bàn đến cái vấn đề đếm, đếm số hơi thở, đếm số, không phải đếm
số lượng mà đếm đếm số, tức là lấy con số đi kèm với cái hơi thở. Quý vị có nghe được chưa? Xài cái cell phone thì nó bất tiện, quý vị. Một thì Nam thì vừa gọi cho chúng tôi thì đứt máy, cho nên giờ nghe phải mic trở lại. Cuộc đời này nó quá nhiều phiền phức, trong đó có một cái chuyện mà nó không có phiền phức, đó là chỉ ở ẩn mà tu thiền, không có tiếp xúc với ai, không có sinh hoạt cái gì hết, không có thuyết giảng, không có dạy học gì hết, thì không có không có phiền quá. Chúng ta học một chút nữa vì gần 8 giờ rồi. Chúng ta nói sơ ra thì tác ý đếm, tức là đếm số theo hơi thở. Còn theo dõi đó, tức là bỏ đếm mà chỉ liên tục ghi nhận có sự có mặt của hơi thở ra hơi thở vào thôi. Còn xúc chạm là ghi nhận gió của hơi thở chạm vào mũi và gió hơi thở ra chạm vào mũi. Còn tác ý gắn vào có nghĩa là tâm dán chặt vào địa ngục với các thiện chi, đây chính là định an chỉ Appanasamati. Còn gọi là quan sát, tức là thẩm sát hơi thở thấy rõ danh sắc, đây thuộc lĩnh vực của thiền minh sát hay thiền quán Vipassana. Còn tác ý chuyển hướng là chứng đạo, chứng đắc đạo mắt giác, gọi là thanh tịnh, tức là đắc quả. Và tác ý nhìn lại là trí phản kháng bất chấp với kinh năng. Cái hơi thở của chúng ta đi qua bảy cái, qua tám bước đó, như vậy thì dễ rộng. Dễ rộng năm cách tác ý địa ngục đó. Thì chúng ta nói đến cái số đếm trước đi. Một người sơ cơ chưa quen khánh khích hơi thở mới khởi sự tập thì trước hết hãy tác ý đến địa ngục hơi thở bằng cách là đếm Ganana. Khi đếm không nên dừng lại dưới năm, dưới số 5, và cũng không đếm quá số 10. Lúc đầu nó đếm chậm, nghĩa là thở vô rồi mới đếm, thở ra rồi mới đếm, cho đến khi hơi thở trở nên rõ rệt, hành giả có thể đếm nhanh, tức là đếm rồi mới thở. Hành giả bắt nhịp hơi thở ra hoặc hơi thở vào để đếm một một. Chúng tôi nói một một, hai hai, ba ba, bốn bốn, năm năm, cho đến mười mười. Sở dĩ mà lập mười mười đó là hơi thở ra một, hơi thở vô một, hơi thở ra hai, hơi thở ra, hơi thở vô hai, vậy đó. Chúng ta nếu mà chúng ta cứ
thở vô đếm một, thở ra đếm hai, nó nhạt quá, đếm nhạt quá như vậy thì một hồi giả sẽ mệt, cho nên mình cứ hít vô hít ra một 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 hai hai ra ba. Hãy đếm đi đếm lại, nghĩa là đếm 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đến đây hành giả đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Đó là đếm đi đếm lại. Và đếm không dưới 5, không trên 10. Cái này chúng ta phải chú ý. Chúng ta phải chú ý. Vì sao phải đếm? Vì bao lâu một thiền còn liên kết với số đếm thì chính nhờ trợ lực của số đếm này mà tâm trở nên chuyên nhất. Đây có một số vị hành giả tâm bị phóng dật, do đó cho nên lúc ban đầu mới nhìn vào hơi thở không có quán được, không có theo dõi được, một lúc đầu phải đếm để tập cho nó quen. Giống như khi mà người ta lính mà đi diễu hành đó, thì mỗi bước đi muốn cho nó đều á, thì ta nói 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Người ta cứ nói như thế đó. Một cái người mà đứng chỉ huy đó là họ phải nói như vậy, mấy người kia vừa đọc theo vừa đi thì về cái bước đi nó sẽ nhịp nhàng. Cần phải đếm liên tục như vậy trong bao lâu? Đó là câu hỏi. Thì câu trả lời là cho đến khi nào mặc dù không đếm mà niệm vẫn an trú trên đối tượng là hơi thở vô, hơi thở ra. Bởi vì đếm chỉ là một phương tiện để an trú niệm trên những hơi thở vô, hơi thở ra làm đối tượng. Cắt đứt sự phân tán của tầm tư, tức là tưởng của vốn vật. Chớ ở đây cái phương pháp niệm này, niệm đếm này Đức Phật ngài không có dạy. Ở đây là cái, đây chỉ là một cái sự dẫn dắt của các vị thiền sư thuở xưa, do quá trình tu tập rồi ngài Bố Thích Phương Sáng ngài mới ghi nhận lại, ngài mới viết lại ở trong Thanh Tịnh Đạo để hướng dẫn thì như vậy. Thứ bây giờ thì chúng ta tạm dừng ở đây, tức là cái phần giải rộng năm cách thức tác ý đề mục niệm hơi thở đó, mới có giải phần A là phần đếm hơi thở thôi. Tuần sau quý vị chú ý giùm là cái phần theo dõi hơi thở, tức là giải rộng cái vấn đề theo dõi hơi thở. Bây giờ thì chúng ta tạm kết thúc ở đây. Quý vị nghỉ chút xíu, 5 phút sau trở lại với room lớp Phật Pháp của Thanh Tâm Ba. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ phải chỉnh đốn lại cái wifi của chúng tôi để đi vào room. Chứ còn nếu mà xài cái này, xài 3G này chúng tôi sợ nó không có ổn. Và bây giờ không biết là Thượng tọa Minh Hạnh có mặt trước máy không?
Xin tỉnh thượng tọa quan hỷ phúc chúc chưa trung. Xin kính chào chư tôn đức và thân chào quý vị. Nam mô Phật thầy. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba bhuta na bhava na sada sati phongwan tu te Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma na bhava na sada sati phongwan tu te Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba sangha na bhava na sada sati phongwan tu te Tất cả phương ban có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá vô tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.